Ơi, em chào tất cả anh em ha. Thì sáng hôm nay em lên một cái lô máy máy lớn anh em ha. Thì toàn bộ trong video ngày hôm nay thì tất cả là nó đều sử dụng điện 100V và toàn bộ là máy lớn anh em nha. Nói chung là máy hàn, máy rửa xe, máy cắt nhôm, cắt sắt, cắt bàn đầy đủ. Em cũng giới thiệu luôn, thì coi như là tất cả máy trong video ngày hôm nay toàn bộ đều sử dụng điện 100V và tất cả các mặt hàng của bên em đưa ra thì toàn bộ nó là bao ship anh em nha, tất cả luôn, toàn bộ em bao ship và bao sóng anh em ha. Đó. Có những con máy hàng này thì em không bao sóng anh em nha, chỉ là bao ship thôi. Đó. Máy hàng em không có test anh em ha. Đó. Giá thì coi như em đã niêm yết lên, mỗi một con máy sẽ có một cái giá riêng của nó khác nhau. Đấy. Và cái toàn bộ là em bao ship và bao sóng. Thì cái hình thức bao sóng của anh em thì tất cả là em chỉ bao motor sóng thôi anh em nha, còn tất còn tồn lại thì anh em về mấy cái vấn đề nẹt lửa than hoặc là kêu bật đạn gì đó thì anh em về anh em tự dọn lại giúp em ha. Em không có bao nghiêm chỉnh 100% là về gắm điện vô là xài luôn. Thì có những con máy mà về gắm điện vô là xài luôn thì nó giá nó hơi cao, còn những con nào bị vấn đề thì cái giá nó thấp anh em nhé. Anh em về anh em dọn lại. Và coi như là anh em lưu ý là bên em chốt theo mã số. Đấy, ví dụ như con này 950k một láng, em sẽ đánh cái mã số ngay ở phía trước. Thì anh em vui lòng nhìn kỹ cái mã số và cái giá tiền, sau đó gọi điện thoại trực tiếp vào hai số điện thoại bên dưới phần tiêu đề, rồi nhân viên sẽ chốt hàng cho anh em theo cái mã số. Chốt xong anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng 200k. Riêng mấy con máy hàng này anh em cọc trước giúp em 300 anh em nha. Là con đục mộng vuông này rất là nặng anh em ạ. Mấy con này hai mấy 30 kg không, rồi anh em là cọc trước giúp em 300 nha. Còn mấy con nhỏ nhỏ thì 200 cũng được không sao hết. Rồi bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo ha. Đó. Máy thì coi như là anh em lưu ý nha, nó toàn bộ là xài điện 100V hết anh em ha. Rồi con đầu tiên, con này. Mã 91. Mã đầu tiên ngày hôm nay là mã 91 anh em nha. Mã 91 giá của nó là 1 triệu. Con Hitachi xài đá 355. Một con cắt sắt bàn, con này chạy hơi đá lửa tí xíu anh em nha, lát em test cho anh em xem. Đó. Cái này ôi tô kẹp là nhanh, đới thì sạch sẽ, hàng của Hitachi, đá 355, 1450W. Rồi, đới của nó thì ok luôn, nói chung là ngoại hình ok hết, chỉ là bị nẹt lửa than tí xíu anh em về dọn lại nè. Con này nó nẹt lửa bên này mạnh, bên này nhẹ anh em nhé. Anh em giờ tháo ra vệ sinh lại phần đó, còn còn lại là nghiêm chỉnh hết anh em ơi. Đó, tất cả là nghiêm chỉnh hết, chỉ là bên này nặng bên này nhẹ thôi. Rồi con này đá 355 của Hitachi, mã 91, 1 triệu bao ship anh em nhé. Rồi tiếp tục con này mã 92. Rồi con này cũng xài đá 355 luôn. Đấy, con này nhưng mà con này nó yếu ớt hơn con Hitachi anh em nha. Con này là hàng hàng thuộc dạng đó là hàng trung trung xuất, hàng trung xuất Nhật anh em nha, nó vẫn là điện 100V. Hàng trung xuất anh nhìn yếu ớt hơn con Hitachi kia nhiều, ơi tô kẹt nhanh. Đấy. Cũng xài đá 355 luôn, đới của nó thì ok, nó kèm thêm cái đới ngay đây nữa là coi như là nó cân bằng luôn. Đấy. Gắp điện vô đây. Rồi con này giá của nó cũng bằng con Hitachi luôn. Đấy. Rồi con này thì con này hãng gì ta? Phải mất tem, em không biết tem của nó anh em nha. Nhưng mà coi như là chạy ok, không nẹt lửa không gì hết, về thay cục đá gắm điện vô là xài luôn. Rồi mã 92 con này 1 triệu luôn em nha. Quay lại một vòng, quay một vòng mình chút.
Rồi, ok. Rồi mã 92 1 triệu luôn em nha. Rồi con này mã 93, con này bị mất. Mất hết hai cái chân cao su ở đầu, hai cái chân cao su đầu. Rồi tôi cũng kẹp nhanh luôn, đầy đủ nghiêm chỉnh. Con này xài đá 305. Mất hai chân cao su đầu, với lại cái chân kia. Rồi. Nghiêm chỉnh luôn em nha, máy chạy ok ngọt ngào luôn. Rồi. Này nó có cái nút gì đây bay? Rồi con này mã 93, giá 800k luôn. Con này nói chung là anh em về bỏ hai cái chân cao su đầu vô cho nó cân bằng lại phát là xong anh em nha, sạch sẽ luôn. Đó, bỏ đá vô là xài thôi, không cần làm gì nữa, làm hai cái chân lại thôi, hai cái chân cao su này, mất hai chân cao su rồi. Cân ký lên nè, 70. Rồi 93, 800k con này luôn anh em nha, 93, 800. Rồi con này 94. Con này 94 là 950k. Con Mitachi, con này thì hoàn thiện. Đới thì đới bằng nhôm, nghiêm chỉnh hết, 4 chân cao su đầy đủ. 4 chân cao su đầy đủ rồi anh em nha. Đây, em quay từ giữa lên trên. Đới thì nó đới bằng nhôm. Lắp lại. Hàng của Mitachi Tokyo da băng, xài đá 305, 4.000 vòng trên phút, 16A là 1.500W. Toàn bộ thân của nó bằng nhôm anh em nha. Thân của nó bằng nhôm hết luôn, ở đây bằng nhôm luôn. Mitachi. Rồi, con này thì công tắc bật anh em nha, không phải bóp, bật. Đẩy, công tắc đẩy. Của gốc của nó bao đẹp luôn. Riêng con này thì anh em dưới dời nè, lau bụi, lau cái bụi qua một phát bằng nhôm hết toàn bộ, nó rất là sáng, nước sơn thì còn ok luôn. Đấy, về là xài thôi anh em nha, bỏ đá vô thôi. Mã 94, 950k luôn, 94, 950 luôn. Rồi, 94, 950k. Rồi con này mã 95, 600k. Rồi con này 600k. Con này nó là lưỡi 190, răng hợp kim, ok. Đới, tháo dây điện đây. Đới còn ok hết anh em ha. Đó, nó không có bị bởi vỡ gì hết. Là giờ lâu, con này giờ lâu sơ qua cái bờ ngoài nó thôi. Vừa xoay, vừa xéo. Đó, xoay em. Xéo, đó là xéo. Chặn cứng lại. Đó, xoay xéo bình thường anh em ha. Anh em giờ dặn 4 ốc chân vô cái gì đó cho nó cứng lại phát là xoay nhẹ nhàng. Rồi xéo luôn. Đó, cái cà phê mình đưa xuống cái là dở ra nè. Đấy. Cắm điện thôi. Khi nó chạy là nó không nẹt lửa anh em nha. Còn thắng lại là bất cứ một máy nào nó cũng phải nẹt lửa hết. Nó đang chạy tốc độ cao coi như là thắng phát là sấy bánh. Thắng phát là coi như là nó phải nẹt lửa, nhưng mình chạy tốc độ 100 thắng phát còn sấy bánh. Nên con nói chung là có nhiều cái vấn đề anh em về nhà test máy kêu là máy đang chạy đứng lạng phát nó nẹt lửa rất nhiều. Cho nên là em giải thích đây là coi như là nó cái vấn đề đó là rất là bình thường anh em ơi. Bất cứ một máy nào thắng lại nó cũng sẽ bị nẹt lửa anh em nha. Rồi mã 95, 600k con này luôn, 95 600. Rồi mã 96. Rồi con này 96. 850 anh em nha. Con này thì cũng là con hàng chung xuất luôn. Xài đá 305, dây điện bao dài luôn, đúng vào một gang tay luôn. Đó, dây rinh như vàng luôn, bao dài luôn. Mất cái tay vặn thôi anh em nha. Đó, cái đới của nó này. Ốc ít rồi còn ok. Redstone đá này, đá bỏ đi anh em nha. Con này xài đá 305.
đá bỏ đi anh em. Thiệt sự em khuyên anh em đừng có bao giờ mà xài đá cũ anh em nha, cái đá này tại vì để lâu quá nước nó vô là nó bể á. Rồi mã 96 850 con này luôn em nha, 96 850k con này, nó là xài đá 305, xài đá 305 đưa đi, đưa con lọng bàn lên, hết rồi, hết các bàn rồi, đường lọng con nào cũng được, đường lọng bàn cũng được. Chín mấy rồi, 96 7. Tiến ra kia gắm điện, kiếm chỗ nào gắm điện test cục đó chảnh đi. Rồi 97 1.300.000 nặng 20 kg. Này, nặng 20 kg anh em nha. Đây là một con cưa lọng bàn đầu gập. Gập cái đầu xuống nè. Đây là cái mỏ vịt. Mỏ vịt chạy. Bàn xéo. Đưa này lên. Đó. Xéo cái bàn. Cái bàn này dở gãy lắm anh em nha. Bao nhiêu con rất là dở gãy. Rồi. Nặng 20 kg anh em nha. Đấy. Con này nó chìm, nói chung là ok hết. Nó bị mẻ một miếng nhôm ngay đây, lật lại. Đây, từ. Này em thấy nó bị mẻ miếng ngay đây. Chỗ nào ta? Đây, đó, nó bị mẻ miếng nhôm ngay đây anh em nha. Nứt. Vẫn còn một cái chân nứt ngay đây. Nứt miếng anh em không, chạy thì rất là êm. Rồi dặn cứng cái bàn lại đi, dặn cứng lại rồi gắm đi vô. Chạy êm ru anh em ha, giờ gắn lưỡi vô là xài thôi anh em ha, chạy êm ru. Đây là công tắc của nó đây. Đó, tem mạc thì nó mờ rồi cho nên em không thấy được. Rồi mã 97 1.300.000 luôn anh em ha, 97 1.300.000. Rồi đưa đi, con nào cũng được em, con các bạn cũng được, con cắt nhôm á. Rồi con này mã 98. Con rửa xe này hơi nặng anh em nha. Đó giờ em mới thấy con rửa xe mà nó nặng bao nhiêu, mười mấy ký. Rồi 98. Rồi con này 800k hàng của K-Chip. Dây ống còn đầy đủ nhưng không biết là nó như thế nào. Sao? Làm biếng gắm gì vô anh em, bao sóng luôn anh em về tự dọn nè, nắp vô, nắp của nó không phải không. Gắm phít khác em, máy vẫn còn hoạt động bình thường anh em nhé. Con này thì nó còn lành lặn á, nó có bởi nhựa bao nhiêu á. Dây ống thì vẫn còn, dây ống rất dài. Đây, hàng của K-Chip, nó là 1.3 kg, 1.300W sao á. Trên ở trên là hàng K-Chip là sản xuất tại Nhật và toàn sản xuất tại Trung Quốc nè, xuất Đức nè, ghép Nam Mỹ rất ở dưới. Anh em chụp màn hình lại giúp em nha. Chạy im ru à, hai bánh xe vẫn còn. Đây cái bánh xe này bị tét này anh em nha, bánh xe này bị tét nè, nhưng mà vẫn còn bị tét nha, này tét cái bánh xe này, với lại bị cái gì ngay chỗ đây nữa, đúng rồi, nó bị gãy cái tay này, bánh xe bên kia bị tét này nha. Rồi con K-Chip này mã 98, máy chạy hoạt động bình thường. Đấy. Lật lên nè, còn bơm nước hay không thì anh em giờ anh em dọn lại nha. Đấy. Mã 98 800k con này, đưa đi. Rồi, con này là con cắt cỏ. Cắt cỏ 206. Đây cái lưỡi của nó nè anh em nha, lưỡi. Đây cái lưỡi gì? Mớp miếng ở đây. Mớp miếng ở đây với lại miệng miếng chân ở đây. Bánh xe. Tăng lên tăng xuống nè em. Lật lại. Lại. Okay. Này tăng. Đó, tăng lên. Tăng lên tăng xuống rồi tăng lên.
chạy chứ. Rồi, bắt cắm điện đi. Sao nó mớp chỗ này nhiều vậy? Nó bị tét cái chỗ này nhiều lắm anh em nha. Đấy. Nó bị tét cái đó nhiều. À, nó dập trên xuống dập xuống á. Nhưng mà máy thì hoạt động ok á, mã nhiều rồi. Rồi 99 400k con này luôn anh em nha. 99 400. Nó bị tét cái ngay ở dưới nhưng mà không liên quan đến cái máy, không vấn đề. Rồi. Mã 99 400. Rồi mã 100, một con Makita. Mã 100 2 triệu. Con này lưỡi 380. 3200 vòng trên phút, 1340W. Dây điện thì ok, lưỡi cũng ok luôn. Cạc tê có đầy đủ anh em nha, lưỡi ok xài tốt. Dặn đi. Bự hả? Rồi cái này, cái phần xoay này anh em về rồi à, xoay được rồi. À, bóp lên xoay xoay được rồi đó. À, xoay vô tư luôn anh em nha. À, rồi à, có cái cử đây luôn, cử đầy đủ. À, máy thì ok luôn, nãy em test rồi. Anh ơi, dây đó bán rồi anh, dây đem bán rồi, gắm gắm này nè. Rồi ok, hoàn hảo. Nói chung là về lau chùi sơ qua bây giờ bên ngoài là xài thôi anh em ạ. Rồi mã 100 2 triệu luôn, miếng cạc tê đầy đủ, không bởi không vỡ, không mớp không méo, chân cẳng ok hết anh em nha. Con này gửi đi phát là hơi căng, đóng thùng hơi kỹ chứ còn mẻ một cái chân phát là mất giá trị của máy luôn, là lỗ luôn, thu hồi hàng về phát lỗ luôn. Mấy con này ớn lắm. Rồi mã 100 2 triệu anh em nha. Rồi đi đi. 101. Rồi mã 101 con này 800k luôn anh em ơi. Đó là con Makita nặng 19 kg, con đục mỏng xích. À, cắm điện vô test nè. Nó hơi nẹt lưỡi một bên này nè nha. Hơi nẹt lưỡi một bên này, còn bên này không sao. Dây điện thì bao dài luôn, xích cút điện nha. Rồi rồi. Xích thì coi như là hợp kim còn ok hết anh em ha. Xích còn rất là mới. Nói chung là ngoại hình nó ok hết. Dây ngoài kia anh em lựa cái đó ra vô ra chứ. Ở đâu ra nhưng mà người ta đặt rồi. Rồi mã 101 giá 800k con này anh em ha. Đục mỏng xích. Đưa đi em. Rồi con này 102 800 luôn. 102 800k luôn con này. Ở ngoài cổng á anh. Dây ngoài cổng anh ơi. Ngoài cổng á. Ngoài chung mấy cái bao màu trần anh. Rồi con này con là con khoét gì vậy? Con khoét gì ạ? Cắm điện vô chạy. Nói chung là đây là cái kẹp bàn. Khoét kẹp bàn, khoét nhỏ. Nghiêm chỉnh đó anh em nha. Loại này loại trong sắt mà, trâu bò mà. Cái quan trọng là cái ách cha là cái quên. Cái kẹp bàn này anh em dần độ chế vô cái chỗ nào anh em sử dụng đúng công việc thôi, chứ còn loại này thì trâu bò bao trâu luôn. Rồi, con này 102 800k anh em nha. 102 800. Ra vào đó quay luôn em. Tin chi.
Còn máy rửa xe đóng được, quay máy rửa xe đóng được. Kéo cái điện vô đây, quay. 102 đúng không? Rồi 103 hàng của Kachet. Cái này cái nó bị mất cái nút rồi anh em ạ. Đây nè, được, cầm này, cầm này. Đây vẫn bật được anh em nha. Đó, tắt nè. Mở nè. Nghiêm chỉnh hết, chỉ còn đúng lỗi cái chỗ đó thôi anh em ạ. Hàng của Kachet. Cái tem, cái tem. Đây ở trên nó cũng đợi China. Ở trên đợi China, ở dưới là đợi ghép Nami. Đấy. Y như con kia 1,25 kW nhỏ hơn con kia. Con này bị mớp mớp ngay đây nè anh em nha. Đó, nó bị mớp mớp bong 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 nè, nhưng mà chạy im ru. Mớp mớp bong bong nè. Cái mặt trước thì cũng ok á, nhưng mà đây, cái nút bỏ vô anh em nhé. Cắm điện vô nè. Chung là nó vẫn còn ra nước này hả? Ra nước. Rồi, không sao, không vấn đề gì hết. Nó bị mớp bong bong ở chỗ đây thôi. Rồi con này 103 500k con này anh em nha. 103 500k. Rồi con đục mộng vuông. Rồi 104. Rồi 104 triệu tư luôn. Con này thì giờ gắm điện vô là xài luôn anh em, không có cần làm cái gì luôn á. Cái này từ từ cái chức năng của nó coi như là tới lui là trơn tru hết á. Đè lên đè xuống đó, quay cái tay, quay cái tay, cái tay quay đó. Lên xuống bình thường đó, quay đây. Nói chung là chức năng nó trơn tru hết anh em nha. Còn cái cây này sao nó sát vô đây vậy? Đó. Đưa qua đưa lại. Đó. Đó. Trơn tru hết anh em ơi. Giờ con này xài thôi. Con này kẹp phôi 20 hàng của Hitachi. Máy thì chạy êm ru luôn. Có mũi có lưỡi đầy đủ. Lọc lọc. Cắm điện vô đây. Kẹp phôi 30 anh em, quên 20 anh em nha. Kẹp phôi 20. 21 18. Kẹp phôi 20. Bấm nút. Rồi 104 nó là 1.400.000 luôn anh em nha. 104 1.400.000. Rồi con này con phay hai phay phay hai mũi. Con này đây từ từ cái mũi của nó này. Nó có một cái mũi bị mẻ anh em nha, một bên này mẻ hợp kim. Hai mũi. Mũi cho mũi kia nó bị thụt lên trên rồi. Từ 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 dính dính dính. Cái mũi đây nó lên trên này nè, có mũi luôn anh em nha, còn mũi này bị mẻ một cái nè. Đó. Cái đường này thì đa số con nào nó cũng bị cong anh em giờ nhà chỉnh lại nha. Cái đường đó, hai cái đường rảnh đó, đa số con nào bị cong. Lại cái này nó bị gãy cái này nè, đó. Gãy cái này. Anh em giờ đổ lại hàng lại anh em ơi. Hoặc là đổ vô lại cái khác. Con này nặng 25 kg. 24 25 kg gì đó, 26 sao. Giá của nó cua ra vô bình thường. 10 mấy rồi. 105. Rồi 105 1.100.000 nặng 25 26 kg gì anh em nha. Đó. Cái đường rảnh của nó vẫn chạy được mà nó bị méo méo anh em nha. Rồi. Đưa cái mũi kia xuống như thế nào em cũng không biết luôn. Nói chung là máy thì sống thì coi như là nó bị gãy cái khúc sau cái cây càng kia thôi đó. Cái cây càng chỉnh đó, cái càng này đó, cái cây càng đó rồi còn nhiều là ok. Hàng của Ryobi rồi được rồi. Con này nó là 12.000 vòng trên phút.
1450W. Rồi. Mã 105, 1.400.000 anh em nha, bao ship bao sóng anh em ha. Rồi hết rồi, bây giờ qua mấy con máy hàng. 106. Con này nãy nặng bao nhiêu ký ta? 15 16 ký vậy. Đây là nó xài sơ đồ, đồ được 200V, 100V cũng được, 200V cũng được anh em ơi. Đây. Con này nãy 13 triệu. Này 200V cũng được, 100V cũng được. Sơ đồ của nó này. Anh em chụp màn hình lại giúp em nhé. Này nó có cái công tắc này nha. Máy hàng là em bán sát luôn anh em nha, em không có bao sóng đâu anh em nha. Đó, bất cứ một con nào luôn. Nó bị hơi hở ngay đây thôi. Rồi, lật lại. Đó, nó bị mớp mớp ngay này miếng này. Hàng hàng gì á? ISH 120. Rồi, 106 1.300.000 con này anh em nha. 106 1.300.000, không có dây điện có gì hết á. Nặng mười mấy ký á. Rồi, 106 1.300.000. Đưa đi. Rồi, con màu hường này. 107 1.200.000 luôn. Con này con Shindawa SBW150D2. Này của thằng gì? Shindawa. Này nó hai cọc âm cọc dương. Này ra. Đó là mặt trước anh em nha. Đây sơ đồ, sơ đồ, sơ đồ. À, con này nó xài được đơn sơi 12V luôn nè. 12V nhân 3 thành 36V. À, 100V 15A. Còn này là khúc sau. Khúc sau nó có như thế này thôi. Rồi, ập đích. Mặt dưới thì cũng ok, đầy đủ đồ anh em nha. Nó nặng hai mấy ký á. Này nó nặng 22 ký. Rồi. 107 1.200.000 luôn. Con máy hàng này không biết mà nó hàng gì. Hàng Shindawa. Rồi 107 1.200.000 luôn. Rồi tiếp tục con hàng gì, hàng mít. Đây cái tem của nó đây anh em nha. Và đây là cái kết cấu của nó. Nó còn bộ khung thôi anh em nha. Con này đây còn bộ khung nó, đáng lý là hình như là nó còn cái cuộn dây gì nữa, bữa em bán con rồi. Nhưng mà quên mất tiêu rồi, nó còn cuộn dây gì nữa. Đây nó còn bộ khung thôi. Bộ khung là cái máy thôi. Cho nên là đây, giá tiền của nó đây. 500k cái bộ khung này anh em nha. Cái bộ là cái máy này, 500. Quay lại, một không mấy rồi em tiến. Rồi, 108. Rồi 500k, bộ này luôn anh em nha, 108 500. Rồi đưa đi em. Dây 108 500. Rồi. Đưa con hái hàng kia luôn. Rồi con này 109, con này là con nặng 30 mấy ký nè. Rồi 109. Con này đây, cái tem của nó đây, cũng là điện 100 với là 200 luôn anh em, chụp màn hình lại nha. Điện 100 với 200 nó đối, nó đấu cái gì 123 này. Để khép. Nó bị vinh nó bị vinh nè, mặt trước. Rồi, ở dưới đích. Đây là có cái ủng áp gì ở đây mà. À, có đùng luôn. Còn mới chóc à. Bao nặng luôn. Đây là cái đầu dây của nó đây, 100 với 200V vậy, đấu bú xu hết. Đây với đây ra 200 nè. Còn đây với đây ra 100. Đây dãy hàng của nó đây. Xuống đây. Còn cái đây cái hộp này, đây thấy không? Cái hộp này là cái tem của hộp này đây anh em nha. Đây 200V nè. Mở này ra. Kết cấu. 200V. Sơ đồ. Đây là cái sơ đồ của nó đây. Có cái gì đây nha. Đây, sơ đồ của nó. Đây là cái cục gì đây? Rồi, ập lại. Rồi, hết rồi anh em. Nó chỉ như vậy thôi. Đó. Bộ của nó nặng nãy nặng 38 kg sao? 38 kg. À, 109 2.5 triệu anh em ơi, nặng 38 kg. 109 2.500.000 con này. Đó. Rồi con cuối cùng là cái con kích bình 110. Nó là
đời sơi 12V mất nút gì on, mất công tắc đây anh em nha, với lại công tắc đây, công tắc bật được hết. Nó có cái bình trong đây anh em nha. Dây đây là dây quan bơm xe đạp hay sao á, đây nó bơm xe đạp nè, dây quan bơm nó bị đứt rồi, dây quan bơm bị đứt anh em nha. Nó lại còn ở đây là cái gì đây, nó bị mất cái lỗng mổ ngay đây. Đó. Nó có cái bình trong đây nữa anh em nha, bao nặng luôn 8 kg, nó có cái bình trong đây nữa. Đây cọc âm cọc dương, cọc âm cọc dương, giờ tháo cái bình ra bán 10% mấy, gần 200 anh em nè. Rồi lấy cái bộ khung của nó bỏ cái bình máu vô, mua bình máu bỏ vô. Nói chung là xài cái này nó hơi đắt tiền á, mua bình máu giờ đắt tiền lắm. Con này nó nhiều cọc USB, USB đời mới như lại, nhưng mà nó bị tét cái này miếng anh em ha, tét cái này vỏ nhựa. Đây này, cái bình ắc quy của nó đây anh em nha, đây cái bình ắc quy đây. Giờ tháo bình ắc quy. Nó có cái tên gì? Cái đèn pin chỗ này, đèn pin. Đó là cái đèn pin. Đèn pin nó bị lọt hay trong chỗ này, đèn pin. Rồi con cuối cùng này, mã 110. 400k anh em ơi. Rồi cũng là con cuối cùng video ngày hôm nay. Thì sáng hôm nay em lên cái lô này, anh em xem được con nào anh em ủng hộ ha. Em cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong chiều hôm nay.